Phú Sát Dung Âm và ta vào phủ một trước một sau. Ta là Trắc Phúc Tấn cẩn trọng từng ly. Quy pháp Na Lạp thục thần, nhà tan cửa nát đều là lỗi của con. Con hãy giúp A Mã đi, con đừng đi mà. Những người bắt nạt ta, những người nợ ta, ta sẽ tìm từng người một đòi lại toàn bộ. Ta sẽ chờ bông hoa mẫu đơn nhà ngươi rơi rụng thành bùn. Nhàn Phi, ngươi quả nhiên lợi hại. Từ nay về sau, Huy Phát Na Lạp thúc thận ta là hoàng hậu của Đại Thanh. Diễn hay công lược bắt đầu phát sóng lúc 20h45 thứ tư ngày 27 tháng 3 trên AMC TV.